Vừa có thêm hai phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh bị lừa chuyển 250 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo xưng là giáo viên, gọi điện nói phải chuyển tiền ngay để phẫu thuật cho con họ đang cấp cứu. Đây là vụ việc chúng tôi đã cảnh báo trong chương trình Miền Tây hôm nay phát sóng cách đây 2 ngày. Riêng trong sáng nay, có ít nhất 5 phụ huynh tìm đến bệnh viện Chợ Rẫy tìm con cùng kịch bản bị chấn thương sọ não. Trong đó có hai người đã chuyển tiền vào tài khoản của người tự xưng là giáo viên với tổng số tiền là 250 triệu đồng. Cụ thể, kẻ lừa đảo đã gọi và gửi tin nhắn cho phụ huynh xưng là giáo viên bộ môn ở trường con họ học và nói con họ bị ngã ở trường chấn thương sọ não, đã chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Gia đình phải chuyển tiền nhanh để bác sĩ mổ gấp. Tuy nhiên, khi phụ huynh chạy đến bệnh viện Chợ Rẫy tìm thì không có thông tin con họ nhập viện. Trước đó 3 ngày, nhiều phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được cuộc gọi tương tự và có hai người đã mắc lừa chuyển vào số tài khoản của đối tượng lừa đảo tổng cộng 70 triệu đồng. Ở bệnh viện Chợ Rẫy nó đã có một cái quy trình, đó là những bệnh nhân vào bệnh viện có thân nhân không có thân nhân đều được đối xử như nhau trong cái việc cấp cứu. Những cái trường hợp cần phải mổ cấp cứu, cần phải chụp CT MRI khẩn, bác sĩ trưởng tua, bác sĩ trưởng khoa sẽ cho phép làm. Và cái việc tôn trọng giờ vàng để cứu chữa bệnh nhân là tôn chỉ cao nhất, không phải đợi thân nhân có đến, không phải đợi thân nhân có tiền thì chúng tôi mới thực hiện. Đó là cái quy định, quy trình mà đã nhiều năm nay bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện. Cô bác hãy yên tâm, chậm lại một chút, phụ huynh hãy yên tâm, gọi điện thoại với giáo viên, với bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi sẽ trả lời có hay không. Ngoài ra, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, bệnh viện khuyến cáo người dân có thể tới bàn hướng dẫn và giúp đỡ người bệnh tại khu vực cấp cứu để tra cứu thông tin xem là người nhà mình hiện có đang được cấp cứu tại bệnh viện hay không. Bên cạnh đó, có thể liên hệ đến số điện thoại 028 3855 2486 ở phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy để xác nhận thông tin. Hiện công an đang điều tra những vụ việc này.